Atula. Chính xác thì chiến trường Atula là gì? Nhóm sinh vật mà ngay cả các vị thần cũng phải sợ hãi. Có một nhân vật thần thoại mà chúng ta thường nghe thấy trong phim ảnh và tiểu thuyết, đó chính là Atula. Atula thường được mô tả bằng hình tượng những nhân vật cực kỳ ác độc và u ám. Thậm chí trong nhiều bộ phim truyền hình và tiểu thuyết, để mô tả một chiến trường rất khốc liệt, người ta thường sử dụng tên gọi chiến trường Atula để ám chỉ. Vậy sự thật rốt cuộc là gì? Atula trong thần thoại thực sự là thực thể như thế nào? Chiến trường Atula có đáng sợ hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra đem nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Phật giáo cho rằng tất cả sinh linh trên thế giới này đều đang trong vòng lục đạo luân hồi, không ngừng tái sinh. Lục đạo bao gồm thiên đạo, nhân đạo, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Tuy nhiên nhiều người không biết rằng, vào thời kỳ đầu của thần thoại, thế giới này không có lục đạo mà chỉ có ba cõi, đó là thiên đạo, nhân đạo và Atula đạo, được gọi chung là tam thiện đạo. Sau này khi có sát sinh, trộm cắp, dân dục và những hạnh khác thì mới xuất hiện ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo và địa ngục đạo, được gọi chung là tam ác đạo. Vậy hôm nay, câu chuyện của chúng ta sẽ trở về thời điểm chỉ có thiên đạo, nhân đạo và Atula đạo. Trong Phật giáo, Atula còn được gọi là phi thiên, nghĩa là họ là một nhóm giống như thần nhưng lại không phải là thần. Vấn đề là tại sao Atula lại giống như thần nhưng không phải thần? Chúng ta đều biết rằng Phật giáo phát triển từ kinh Vệ Đà cổ xưa. Thực ra trong những huyền thoại sáng tạo của Vệ Đà từ thời cổ đại, Atula cùng các vị thần ban đầu đều có liên quan đến nhau. Họ đều là hậu duệ của Prajapati, Kasyapa. Thần được sinh ra từ người vợ lớn của Prajapati, Kasyapa, còn Atula được sinh ra từ người vợ nhỏ. Ban đầu cả thần và Atula đều cùng nhau cai trị tam giới, cùng nhau tận hưởng vinh quang và uy nghi. Nhưng có một sự khác biệt lớn giữa Atula và thần, đó là trong tộc Atula, nam thì cực kỳ xấu xí, nhưng nữ lại cực kỳ xinh đẹp. Atula không có món ăn ngon, trong khi thần thì ngược lại, họ có món ăn ngon nhưng không có mỹ nhân. Vậy nên hai bên thường xuyên xảy ra chiến tranh vì ghen tị. Atula trong Phật giáo được xem là một ác thần bởi bản chất hung hăng và ghen tị. Vì thế họ luôn được mô tả trong hình dạng của những nhân vật ác độc, hiếu chiến nhưng thực tế. Trong giáo lý Vệ Đà ban đầu thì lại khác. Tula có nghĩa là ngay thẳng, còn Atula thì không ngay thẳng. Thế nên trong giáo lý Vệ Đà cổ đại, Atula hoàn toàn không đại diện cho thiện, cũng không đại diện cho ác. Họ và các vị thần cùng tồn tại bình đẳng. Nhưng sự hòa bình này đã không kéo dài mãi. Cuối cùng, Atula và thần vẫn trở thành kẻ thù. Theo truyền thuyết, ở trung tâm vũ trụ có một ngọn núi lớn gọi là núi Tu Di. Tất cả các thiên thần đều sống trên núi Tu Di, nơi mà người phàm không thể leo lên được. Xung quanh núi Tu Di được bao quanh bởi đại dương, vũ trụ nguyên thủy nhất chính là biển sữa. Biển sữa ẩn chứa rượu dược, giúp các thần bất tử. Nhưng trong một lần, vì chuyện nhỏ nhặt mà các thiên thần đã vô tình xúc phạm một vị thần không nên động chạm. Vị thần đó chính là thần hủy diệt, Shiva, một trong ba vị thần tối cao. Sau khi tức giận, Shiva đã nguyền rủa tất cả các thần phải mất đi sức mạnh và khả năng bất tử, phải chịu đựng sinh lão bệnh tử như con người. Mặc dù sau đó Shiva cũng có chút hối hận, nhưng chính ông cũng không thể giải trừ lời nguyền. Hơn nữa, lần này không chỉ có các thiên thần mà ngay cả Atula cũng bị liên lụy. Atula và các thiên thần không thể nào giải trừ lời nguyền, cực kỳ khổ sở, nên cùng nhau đến cầu cứu một trong ba vị thần tối cao, vị thần hộ mệnh, Vishnu. Vishnu đã nói, để vượt qua kiếp nạn này, họ cần phải lấy được rượu dược bất tử. Vì vậy các thần phải hợp tác với Atula, cùng nhau khuấy động biển sữa và để sức mạnh được gắn kết với nhau. Chúng ta cần một cái quay khuấy khổng lồ nên đã dùng núi Tu Di làm quay khuấy. Bản thân Vishnu hóa thành một con rùa lớn, chìm sâu dưới đáy biển để làm điểm tựa, để chịu đựng trọng lượng của que khuấy. Sau đó dùng thân rắn của Naga để làm dây khuấy, quấn quanh que khuấy trên núi Tu Di. Vishnu ngồi trên đỉnh núi cao với pháp thân vĩ đại. Cuối cùng ông ra lệnh cho Atula và các vị thần lần lượt kéo đầu và đuôi của con rắn khổng lồ để cùng nhau khuấy động ngân hà.
Vậy nhưng mỗi lần kéo, con rắn sẽ vì đau đớn không chịu nổi mà phun ra một lượng lớn khói đặc và ngọn lửa độc. Lúc này, sự thiên vị của thần Vishnu được thể hiện. Bởi vì Atula phải kéo đầu rắn nên luôn bị khói độc làm cho sống dở chết dở, bị ngọn lửa độc thiêu đốt đến không còn nguyên vẹn. Trong khi các vị thần thì ngược lại, bởi vì đuôi rắn luôn dao động nên vẫn có thể tận hưởng làn gió mát mẻ. Cuối cùng sau hàng ngàn năm khuấy động, trong quá trình sóng sánh của biển sữa, nên nhiều sinh mệnh và báu vật mới được sinh ra. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của con rắn khổng lồ cũng đã đến giới hạn. Nó không thể chịu đựng được cơn đau khủng khiếp do sự khuấy động gây ra, nên bỗng nhiên phun ra một lượng lớn độc tố. Lượng độc tố này rất mạnh, thậm chí đủ sức hủy diệt tam giới. Thấy tình hình nguy cấp, các sinh linh đã cầu cứu đến thần hủy diệt Shiva. Thần hủy diệt Shiva không nỡ để chúng sinh chịu khổ, nên đành phải nuốt độc tố vào trong miệng mình. May mắn thay, vợ của Shiva, thần Parvati phản ứng khá nhanh. Bà đã siết chặt cổ Shiva để ngăn chặn độc tố xâm nhập vào cơ thể. Cuối cùng, tam giới được bảo tồn, nhưng cổ của Shiva bị độc tố thiêu đốt thành màu xám xanh. May mắn thay cuối cùng, cam lồ cuối cùng cũng xuất hiện ở phía của Atula. Các Atula nghĩ rằng họ vừa bị thiêu đốt lại vừa bị trúng độc, còn các vị thần chỉ nhẹ nhàng đón nhận những cơn gió nhỏ, thật là không công bằng. Vì vậy, các Atula đã nhanh chóng độc chiếm tất cả các giọt cam lồ. Trong khi vừa định uống, không ngờ thần Vishnu vốn đã thiên vị lại chơi trò xảo quyệt. Ông đã biến những làn sóng của biển sữa thành vô số tiên nữ bay lượn. Những tiên nữ này có dáng vẻ uyển chuyển, trang phục xinh đẹp, chân trần nhảy múa những điệu nhảy quyến rũ. Các Atula nhìn thấy mà mê mẩn, đến nỗi quên mất giọt cam lồ trong tay, trong khi các thần nhân cơ hội chiếm lại giọt cam lồ và lần lượt uống cạn. Người Ấn Độ hiện tại thường nhảy múa là vì trong thần thoại Vệ Đà cổ đại, những vị thần cũng thường xuyên nhảy múa. Vì các thiên thần đã chiếm đoạt giọt cam lồ có thể mang lại sự bất tử, nên họ đã phục hồi sức mạnh. Lúc này, hai phe vốn không đội trời chung đã đi đến thời khắc quyết định. Atula bị các thần đánh bại thê thảm, cuối cùng còn bị họ đẩy xuống địa ngục và độc chiếm thiên giới. Có thể tưởng tượng được sự thù hận của Atula đối với thần từ thời điểm này đã đạt đến mức độ cực đoan. Từ đó, Atula thề rằng họ sẽ phải lật đổ thiên giới. Nói đến đây, nhiều người sẽ cảm thấy rằng Atula rất giống như những thiên thần sa ngã trong Kitô giáo. Họ vốn dĩ giống như những thiên thần bình thường, tận hưởng tất cả vinh quang. Chỉ có điều, sau này những thiên thần sa ngã vì tham lam sắc đẹp của phụ nữ nhân loại đã bị Chúa đánh xuống địa ngục. Ngược lại, trong thần thoại Vệ Đà cổ đại, những vị thần tham lam sắc đẹp của Atula lại được thần chủ yêu thương và giành chiến thắng. Tuy nhiên, dù là trong Kitô giáo hay trong Vệ Đà cổ đại, đây không phải là chiến thắng cuối cùng. Trong Kitô giáo có lời tiên tri rằng, trong tương lai sẽ xuất hiện một kẻ phản Kitô vô cùng mạnh mẽ. Hắn sẽ phản đối mọi sự tôn thờ thần thánh và tự xưng là thần. Còn trong giáo lý Vệ Đà cổ đại, Atula cũng xuất hiện một kẻ báo thù mạnh mẽ. Sau hàng nghìn năm khuấy động biển sữa, một vị Atula tên là La Hầu đã ra đời. Kể từ khi sinh ra, ông đã tu khổ hạnh với mong muốn có được sức mạnh to lớn để có thể đánh bại các vị thần và dẫn dắt Atula trở về thiên giới. Ông đã cởi bỏ quần áo trong cái lạnh giá buốt để rèn luyện cơ thể, đặt mình vào đống lửa để thiêu đốt, tự cắt từng miếng thịt của mình ra và ném vào đống lửa cho đến khi chỉ còn lại một bộ xương. Sự khổ hạnh như vậy đã làm chấn động tam giới. Ngay cả Brahma, chúa tể của vũ trụ, cũng bị lòng thành của ông làm cho cảm động. Brahma đến bên cạnh ông và nói rằng có thể ban cho ông sức mạnh. Tất nhiên, vua Atula đã cầu xin Brahma ban cho mình một thân thể bất tử để đánh bại các vị thần và giành chiến thắng. Brahma cảm thấy điều này sẽ phá vỡ sự cân bằng của tam giới. Tuy nhiên, ông cũng không thể rút lại lời hứa, nên đã nói rằng mình có thể ban cho vua Atula một thân thể bất tử, nhưng cần phải có một điểm yếu. Không ngờ vua Atula lại nghĩ ra một cách cực kỳ thông minh rằng điểm yếu này chỉ có một cô gái vừa mới sinh ra mới có thể giết được mình. Vua Atula nghĩ thầm, một cô gái vừa mới sinh ra làm sao có thể giết chết một kẻ bất tử. Điểm yếu này gần như không phải là điểm yếu. Nhưng không ngờ Brahma lại đồng ý với lời nói đề nghị, ban cho vua Atula thân thể bất tử. Vì vậy vào thời hiện đại, chúng ta có thể thấy nhiều người tu khổ hạnh ở Ấn Độ, thậm chí còn giơ tay lên suốt đời không hạ xuống. Sở dĩ họ sẵn lòng sống trong đau khổ mà vẫn kiên trì khổ hạnh là vì họ tin tưởng rằng đây chính là cách giúp bản thân đạt được sự trường sinh bất tử.
Với sự ban phước của Brahma, vua Atula không lâu sau đã khởi động lại cuộc chiến tấn công lên thiên đường. Cuối cùng, vua Atula đã đánh bại các vị thần, khiến họ rơi vào tình cảnh thê thảm. Bất kỳ vũ khí nào của các vị thần cũng không thể làm tổn thương được vua Atula. Nhưng không ngờ, nhóm thần linh này lại giống như những đứa trẻ chưa lớn. Chỉ cần không đánh thắng được, họ liền nghĩ đến việc tìm cha mẹ giúp đỡ. Đầu tiên là cầu cứu chúa tể vũ trụ Brahma. Có lẽ Brahma cũng không thể chấp nhận hành động của các vị thần. Hơn nữa, chính ông đã ban cho Atula thân bất tử, nên lần này Brahma chọn cách tránh né và từ chối. Các vị thần tức giận, thấy Brahma không để ý đến mình, liền lập tức đi tìm thần hộ mệnh Vishnu với hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ từ ông. Tuy nhiên, ngay cả Vishnu, một trong ba vị thần chính của Ấn Độ giáo, cũng không thể làm gì trước một vua Atula được Brahma ban phước. Cuối cùng, các thần chỉ còn cách cầu cứu vị thần hủy diệt Shiva. Lúc này, Shiva đang tu luyện trên núi, nên chỉ có vợ của Shiva là Parvati đứng ra giải quyết. Trong lúc các vị thần, Parvati cùng Atula đang giao tranh, họ bỗng nhớ lại lời Brahma từng nói rằng chỉ có cô gái mới sinh mới có thể đánh bại vua Atula. Nhưng không có ai trong số các cô gái có mặt phù hợp. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía nữ thần Parvati. Parvati quyết định đứng lên cứu vãn thiên giới, nên các thần linh đã trao tất cả pháp khí và thần lực của họ cho cô. Nữ thần Parvati đang ngồi thiền thì đột nhiên nhíu mày. Từ giữa trán nhảy ra một con vật, thỉnh thoảng có hình dáng là hổ, thỉnh thoảng là sư tử. Ngồi phía trên là một nữ thần lấp lánh ánh vàng. Ánh sáng rực rỡ khiến người khác khó tiếp cận, nên được thế gian gọi là nữ thần Nan Cận Durga. Bà có 10 tay, 3 mắt, cầm nhiều vũ khí cùng pháp khí, lại còn có vô số nữ binh. Khi nữ thần Durga ra trận, bà đã tiêu diệt được đạo quân tiên phong của vua Atula. Nhưng vua Atula dù sao cũng được sự che chở của Brahma, nên cũng không dễ đối phó. Mặc dù nữ thần Durga đã dùng cung tên bắn cho vua Atula bị thương nặng, nhưng kết quả lại khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Vì từ những vết thương, máu chảy ra lại sinh ra vô số Atula mới. Vua Atula càng nhiều vết thương thì Atula lại càng trở nên đông hơn, thực sự không thể tiêu diệt được. Nữ thần Durga lúc này cảm thấy vô cùng tức giận và tuyệt vọng. Từ thân thể của một nữ thần phát ra ánh sáng thiêng liêng, lại bất ngờ tỏa ra một ánh sáng đen tối và ác độc. Từ ánh sáng đen tối đó, một cô gái có làn da ngăm đen bất ngờ bước ra, miệng mở rộng đến mức khiến các vị thần cũng phải sợ hãi. Vì cô có màu da xanh đen nên được gọi là nữ thần Kali. Ngay khi xuất hiện, nữ thần Kali cầm một con dao dài và cong lao vào chiến trường hạ gục kẻ thù. Có rất nhiều yêu nữ, quỷ nữ, ma nữ cũng theo chân Kali lên chiến trường và tôn thờ nữ thần đen như chủ nhân. Nữ thần Kali đã hạ gục hàng ngàn Atula, còn dùng sọ của họ làm bát để uống máu giải khát. Cuối cùng không ngờ rằng nữ thần Kali lợi dụng lợi thế của một cô gái mới sinh, mở miệng nuốt chửng vua Atula và uống sạch máu không còn một giọt. Lúc này, các vị thần vui mừng khôn xiết vì vua Atula đã bị tiêu diệt. Nhưng không ngờ, Kali càng chiến đấu càng điên cuồng. Trong lòng chỉ còn lại ý niệm giết chóc và hủy diệt. Bộ tộc Atula đã bị nữ thần Kali hoàn toàn nuốt chửng. Kali cũng trở nên mù quáng, điên cuồng tìm kiếm kẻ thù trên chiến trường. Đúng lúc này, các vị thần mang theo nhiều lễ vật đến để thể hiện lòng biết ơn. Nhưng không ngờ vừa đến chiến trường, họ đã bị nữ thần Kali truy sát. Nhiều vị thần đã bị sát hại ngay tại chỗ. Các vị thần ai nấy đều sợ hãi. Sau khi uống máu của thần, nữ thần Kali càng trở nên điên cuồng khi nhận ra mình yêu thích hương vị của máu, nên đã nảy sinh ý tưởng khủng khiếp là giết sạch tất cả sinh linh. Chỉ cần nghĩ đến nguồn máu vô tận, Kali lại vui mừng nhảy múa, hai chân đập mạnh xuống đất khiến cả tam giới gần như bị hủy diệt hoàn toàn. May thay vào lúc này, trận động đất đã đánh thức Shiva, nhưng ngay cả Shiva, một trong ba vị thần tối cao, cũng không thể làm gì được nữ thần Kali. Shiva chỉ còn nằm dưới chân Kali để cho nữ thần đen dẫm lên. Sau cùng, nữ thần Kali phát hiện dưới chân chính là chồng mình nên đã ngừng nhảy múa và trở về hình dạng ban đầu. Trận chiến suýt chút nữa hủy diệt tam giới giữa Atula và thần được gọi là chiến trường Atula. Vậy cuối cùng thì Atula đáng thương hay đáng trách? Mời các bạn để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.